Ngọc ơi, review cô ba trà đi em. Ok chị, chơi luôn nha. Trên tay em là combo trà sen cô ba trà. Cùng xem hết clip để biết thêm sản phẩm này như thế nào nha. Một combo bao gồm một hộp trà sen cô ba trà, một kem cao gừng và một quần định hình xinh nhịp. Đầu tiên là trà sen cô ba trà. Đọc thông tin trên bao bì thấy có ghi sản phẩm được sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn dược mỹ phẩm Bistar tại Hà Nội. Một hộp như thế này là 15 gói. Theo như trên bao bì có hướng dẫn, cách pha một gói cùng với 150-200ml nước sôi. Em đã chuẩn bị sẵn 150ml nước sôi rồi nha cả nhà. Bây giờ em sẽ hãm trà và đợi 5 phút sau sẽ uống nha. Hiện tại là 3 giờ chiều rồi nha cả nhà. Em đang ăn trước đó 30 phút rồi nha. Ngửi á thì thấy thơm nè, và mùi trà là mùi thảo mộc nha. Uống vào á thì thấy hậu nè, cái vị nó hơi ngọt nhẹ thôi và dễ uống. Em này thì giống như các loại trà thông thường khác thôi, nên là không có khó uống được nha cả nhà. Từ lúc uống trà đến bây giờ là đã được 5 tiếng rồi nha các chị. Mới uống vào em có cảm giác hơi khô họng và muốn uống nhiều nước hơn. Sau 4 tiếng em có cảm giác hơi quặn bụng và muốn đi ngoài luôn. Đến bây giờ là đã được 5 tiếng rồi nha. Em đi ngoài 3 lần rồi và đi phân là phân lỏng nha các chị. Tuy nhiên là sau khi đi ngoài em cảm thấy nhẹ người, không bị làm mệt và ăn uống cũng bình thường nha. Tiếp theo là quần xinh nhịn định hình. Bên trong có một lớp giống như bọc ni lông vậy nha. Bây giờ em sẽ pha cao gần thử nha cho mọi người. Sau 20 phút thì thấy có nước. Thấy có nước nha mọi người. Đó, và cảm giác thì có nóng nhẹ, nhưng theo cơ địa của em thì là chịu đựng được. Còn nóng ít hay nóng nhiều thì còn tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người nha. Thành phần gồm có nụ hoa hồng, bông hoa cúc, táo đỏ, kỷ tử, lá cỏ ngọt, hoa nhài, lá trà xanh, lá sen. Ngoài ra còn có thành phần chiết xuất từ củ dền Ấn Độ, khoai tây Nhật và vitamin E. Trên bao bì có ghi là uống một lần một ngày, đặc biệt chống chỉ định mẹ bầu, mẹ bỉm đang cho bé tiêm thì nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Kết quả có giảm cân hay giảm mỡ không phải uống hết một liệu trình và tùy thuộc vào cơ địa của từng người mới biết được. Nhìn chung sản phẩm này dễ uống. Nhớ follow kênh Như Trúc Beauty để biết thêm